Mitsubishi Outlander 2022 thế hệ hoàn toàn mới chính thức ra mắt ngày 16 tháng 2 năm 2021. Đến nay Outlander vừa bước sang thế hệ thứ 4. Trong video giới thiệu màn trình diễn ấn tượng của Mitsubishi Outlander 2022 thế hệ hoàn toàn mới trước đó, chiếc SUV đã được thử nghiệm trong điều kiện đường bùn, tuyết, ngập nước và leo dốc. Nó đã rơi gọn các bài test một cách ấn tượng. Ngoại thất, ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đang là chủ đạo của hãng xe Nhật Bản trong những năm gần đây. Tại Việt Nam, có thể nhận thấy Xpander. Lần này, Outlander 2022 thế hệ mới cũng không ngoại lệ. Có thể nhận thấy thiết kế ngoại thất gợi nhớ đến bản Concept EBC 2019. Điểm mới chính là việc Mitsubishi đầu tiên sử dụng khung gầm của Liên minh Zino Nissan trên chiếc xe này, cũng dùng trên Nissan X-Trail. Thiết kế mặt trước hình chữ X táo bạo, đèn led trên cùng và hốc đèn pha to lớn phía dưới giống như Outlander Sport. Mitsubishi Outlander 2022 thế hệ mới có kích thước lớn hơn các thế hệ trước. Các số đo dài 4.709, rộng 1.862, cao 1.748 mm. Mitsubishi Outlander 2022 rộng hơn phiên bản tiền nhiệm tới 15 mm, chiều dài cơ sở cũng được kéo dài thêm, từ 2.669 lên 2.705 mm. Đây là xu thế của hiện tại, xe vẫn có gương chiếu hậu ngoài chứ không phải là dạng camera thay gương. Hình ảnh đuôi xe Mitsubishi Outlander 2022 được thiết kế hoàn toàn mới với đèn hậu mỏng hơn trước đáng kể. Nội thất, bên trong khoang cabin, nội thất Outlander thế hệ mới được ưu tiên đặc biệt với vật liệu và chất lượng chế tạo, giúp hãng xe Nhật Bản ghi điểm với khách hàng và nâng tầm mẫu SUV cỡ vừa. Da bọc tự nhiên và ốp nhôm có mặt trên các biến thể cao cấp, trong khi bản tiêu chuẩn dùng vải hoặc da lộn. Trên táp lo Outlander trang bị hai màn hình có kích thước lần lượt 12,3 và 9 inch, màn hình cảm ứng trung tâm hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, màn hình sau vô lăng với lựa chọn ánh sáng nhiều màu, cung cấp các thông tin vận hành. Trên phiên bản cao cấp có nội thất màu đen đi cùng các chi tiết chỉ nâu và da vàng cam khác biệt. Các tiện nghi cơ bản như điều hòa tự động, cửa sổ trời, đề nổ thông minh, vô lăng tích hợp nút bấm, định vị vệ tinh, màn hình hiển thị trên kính lái màu và dàn 10 lo bâu. Khoang hành lý phía sau có thể được gia tăng kích thước khi cần thiết bằng việc gập hai hàng ghế sau. Về vận hành, động cơ 2,5 lít 4 xi lanh thẳng hàng với công suất 181 PS cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc 2 cầu và hộp số CVT 8 cấp ảo. Ngoài ra còn lựa chọn động cơ hybrid xăng 2,4 lít kết hợp với motor điện với khả năng chạy được 70 km mà không cần máy xăng. Các chế độ lái như bình thường, trải nhựa, sỏi, tuyết, bùn lầy. Về an toàn, Mitsubishi Outlander 2022 tại Mỹ trang bị tiêu chuẩn 11 túi khí, hệ thống hỗ trợ lái của gói Mi Pilot. Gói hỗ trợ lái này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình cờ Z-Control thích ứng, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát lực kéo bánh xe, hệ thống quan sát đa hướng, gương chiếu hậu kỹ thuật số, cảnh báo va chạm phía trước. Anh em thấy Outlander 2022 đủ sức nóng chưa? Hãy trao đổi thảo luận cùng Lên Xe TV nhé!